Chương trình Talk with Us và Jennifer Nguyễn xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hôm nay là một chương trình rất đặc biệt, chúng tôi được đề cập đến vấn đề trái phiếu, tức là thành phố của City of Garland sẽ mượn nợ một số tiền 424 triệu để trang trải cho những vấn đề kinh phí để tu bổ cho thành phố ngày được an toàn, sạch sẽ và đường xá tốt hơn. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc đàm thoại của chúng tôi. Chúng tôi mời được ông quản đốc thành phố, là một người có chức vụ quan trọng nhất, là người nhiều quyền hành nhất trong thành phố của tất cả mọi nơi. Người quản đốc là người luôn luôn có những cái ý kiến sáng suốt hay những quyết định nào tối cao trước khi đưa ra cho City Council để biểu quyết chấp thuận hay không. Ông ta là một nhân vật rất là quan trọng, mà hôm nay quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn ông ta trong trang phục của ông ta là sẽ có cờ vàng ba sọc đỏ yêu dấu của chúng ta. Kính mời quý vị theo dõi chương trình. Hello everyone, I'm Jennifer Nguyen. I will be your host today. Welcome to our show Talk With Us. We are so honored to be with you today. We will be discussing about the City of Garland Bond Project. Having with us on our show today, it is our great honor for VTV Dallas 55.5 to welcome our city manager, Mr. Brian Bradford. Please help me to welcome him. Thank you, Jennifer. It's a real privilege and honor to be here today. We are so happy to see you have that tie, that heritage, our freedom flag. This was a very, very special gift to me, and I'm very, very honored that I have a chance to wear it this morning. Just perfect time, and April is the month that it's sometimes so hard for me personally to talk about April, because the whole month of April is the month that in Vietnam, before the end of the Vietnam War, that we have to struggle, try to run for our lives, try to find ways to escape from the invader of North Communist Vietnamese. It's so difficult, and this year we mark the 44th year, the end of Vietnam War. And you have our tie, our freedom, heritage tie on your attire today. It's just making me so touched, and I just want to cry. And I thank you so much for that. Oh, thank you, Jennifer. You are doing so much for our city, and you care about everyone, especially for the Vietnamese American. You know, we here since 75, and we try to do everything the right way, the correct way. We're still learning. And under your leadership and City Council, that we are doing great. And once again, we thank you for your support and your trust on us. Well, we thank the Vietnamese community. You have brought so much to Garland and have brought so many great things that make Garland an attractive and a wonderful place both to live and work. And thank you and all of your viewers who have made Garland what it is. Thank you, sir. Today on the program, today's first day for early voting, and I believe that so many of us already voted this morning, including my family, we already voted. And what I would like to share with our viewers is that on the radio show this morning on Viet Radio 1480 AM, you and one of our commission board members already sharing with our listener and now with our viewer, we do have Vietnamese language explaining everything about the Bond Project. Yes. This is a bonus. This is a first for the City of Garland. We have produced all of our materials related to the Bond Program in English, Spanish, and Vietnamese. And then in the back, we have our council members. Yes. So maybe next time we need to have CMC member along with our council as well. That would be great. So just in case they cannot contact or they would like to talk to the CMC for little, you know, little issues or something, because we serve as a pleasure of our council members and mayor. So if we out there with the community, we listen, we know what their wishes are, we can address and bring it up to our council and mayor attention.
And Jennifer, I just want to publicly thank you for your leadership of the CMC. It has flourished under your chairmanship, and we just thank you personally for all that you do for Garland. Thank you, sir. It's my great honor to be able to help and to serve our community at large. As you can tell, you and I and everyone, and especially for your city staff, I have received a very touched email from one of the not-for-profit organization speak highly about your employee, your staff, which you must be very proud very because proud. Under your leadership, it depends on the leadership that your employee doing good or bad. Well, do you agree with me on that? Well, sometimes they do well despite me, but I'm very, very proud of them. Yes. Now, let's get back to the bond project. I know that there's a lot of things that you all may not be able to share or to say, but as a citizen like myself, yes, I can say it. Well, that's true, Jennifer. State law allows me to play an educational role, but it doesn't allow me to play a promotional role. So while I can't tell you whether you should vote for or against these propositions, I can educate you about what is included and what this is intended to do for our community. But for us, we can explain. That's our responsibility because we reach out to the community a lot, almost every week, maybe two or three times a week. We attend a lot of town hall meeting and a lot of community gathering, like block party. Then we can explain. We are not telling people what to vote for. We are not direct them to say, okay, you need to vote for project A or B or C. We will help them to understand the most important why we should go for A. Because as you can see that the street and road in Garland is, we do need a lot of help a long time ago. So after how many years now? It's been 15 years since the Why city so had... Long? Why so long, though? Well, the recession, that hit our country in 2007, Garland felt its impact early, and Garland was one of the last cities to really start to pull out of the recession. And so those financial restraints had its impact on the 2004 bond program and getting those projects on the ground. Yes, sir. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa chia sẻ với ông Quản đốc thành phố, ông Brian Bradford là như thế này, là lần mượn tiền, gọi là trái phiếu, là mượn tiền trước. I'm explaining about what is the bond is about, what the meaning, definition of the bond. The bond program, exactly specifically what voters will be talking about or approving at the polls, is actually giving the city authority to issue debt for these particular purposes. And there are eight propositions on the bond program, and those include streets, public safety, storm drainage, parks and recreation, libraries, economic development, municipal facilities, and a new animal shelter for the community. And so what the citizens will be voting on is whether to allow the city to borrow debt to make the projects and those propositions happen. Kính thưa quý vị, ông vừa chia sẻ với chúng ta là cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu. Quý vị phải nên phân biệt rõ ràng là cái bond là trái phiếu, là thành phố. Chúng ta cho quyền thành phố đi mượn nợ để trang trải những cái chi phí. Chứ một số bà con đã liên lạc với Jennifer Nguyễn và nói rằng tôi muốn mua cổ phiếu. Cổ phiếu và trái phiếu hoàn toàn khác nhau. Cổ phiếu là khi nào quý vị đầu tư cho những cái cơ quan ở ngoài là cổ phiếu. Trái phiếu là thành phố được quyền của quý vị cho phép họ đi mượn nợ để mà trang trải. Và trái phiếu được lên lịch vào ngày 4 tháng 5, tức là thứ Bảy tuần tới, 2019, có tổng trị giá là 423 triệu 700 ngàn trong chính quyền mới, và bao gồm có 8 đề xuất riêng cho những cải thiện công cộng. Quý vị phải nghĩ như thế này, đường phố là ông Brian Bradford vừa nói, đề xuất số A
là đường phố, là street and road mà khi ông ta vừa nói. Đường phố của Garland là đã rất là lâu rồi, bây giờ chúng tôi cần phải có một số tiền là 122.250.000 để tu chỉnh đường phố. Đề xuất A là an toàn công cộng, là cũng như chữa lửa với lại cảnh sát, là chúng ta cần 51.350.000. Đề xuất thứ ba nữa là hệ thống thoát nước mưa. Quý vị có biết là Garland mỗi lần mà nó rain nhiều, mưa nhiều á, thì cái hệ thống mà thoát nước nó rất là xấu. Đó là đề xuất, ba đề xuất mà chúng tôi vừa đề cập. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại ngay về năm cái đề xuất sau. Kính xin quý vị đừng rời máy. We will have to stop for commercial break. We will be right back. Don't turn your channel.